Lại là em đây mọi người ơi. Đây, em mới khai thác được cái gốc ba thân dúi. Đó. Cái đây mình đo tầm là lên 1 mét anh em. Đây ngắn hơn chút xíu. Hành bờ rất là lớn nha. Giờ chắc đây mình đỡ đất vừa bờ có nâu dưới này anh em. Có nâu mình đỡ rất là mỏng. Chanh nhẹ. Cho nó giữ lại ít rõ tơ cho nó mạnh anh em. Còn đây là đây này. Trên đây là để dưới mình khui ra, dưới mình xịt cho phần trên cho nó sạch sẽ đây. Cho nó ló ra đẹp nha. Còn mấy cái nhỏ là dưới mình đục ra. Đó. Còn mấy cái nhánh lớn lớn kia thì mình cứ tạm thời đỡ đấy. Cứ để anh em là giao lưu thì về nhà đục sửa lại thì tùy anh em nha. Đỡ mai mốt nuôi mấy con tử cỡ nào đấy mình nuôi. Đó. Thằng ở đây nó như bó to hơn bắp chân anh em. Chung ở đây chờ vốn ra chi tàn cũng rất là đẹp này. Nó cái cây đây thì nó có cái bò đây. Đây thằng chính nó này. Bò đây. Bò đây. Đó. Đó kia dính liền lên nha anh em. Thì về nhà ra rồi chị cùng quay lại cho anh em xem nha. Hồi nãy giờ đào cũng đánh nóng quá mình cũng làm biến quay. Đó, rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video nha. Anh em xem video thấy hay thì cho mình một like và chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh nha anh em. Cây ra dưới nhà tới nhà rồi anh em. Đã xịt rửa sạch sẽ rồi đây. Đó. Đó, ba thân tam đa nha anh em. Đó, cây ba thân tam đa. Đây. Bộ bờ ra đây. Đó. Dấu mấy dấu dấu cũ nha anh em. Dấu cũ hết á. Nói chung là cây đây đào không có dập nha. Không có dập. Đó. Đó. Còn ít đất dưới đây này. Ở dưới đây đỡ ít đất này. Có được con nha. Vừa bán cây mà vừa lại nhà lại ớt luôn. Nên mua ớt ship luôn. Mấy cái nhánh nhỏ này anh em mà mai mốt giờ cứ có hạ thấp xuống hay là tỉa bớt thì anh em tự làm nha. Mình cách tương đối cỡ đấy được rồi. Anh em giờ tự làm. Mai mốt làm mấy con tử nhỏ cao cỡ nào thì tự ấy. Bờ bên đây. Mình chưa lọc ra sạch nha anh em. Lọc mà trống trống là bớt xíu là nó ló bờ. Đây còn đất này. Đây còn đất này thì không thấy cái con cái rễ ngang qua nha. Không thấy cái bờ được. Vừa đỡ dài cho nó trồng cho nó an toàn đây. Cây đây ba thân. Trời rất là đẹp luôn. Phúc lộc thọ. Đó, thì mình báo thông số cho anh em luôn nha. Một mét năm mốt. Bò dưới đây. 1m23. Một mét 23. Ba mươi lăm. Ba mươi. Bao nhiêu? Ba mươi luôn. Ba mươi bốn. Ba mươi. Chiều cao. Một mét mốt. Rồi, cái đây anh em nào giao lưu thì mình đỡ lại cho anh em 550k nha. Không bao ship. Phí ship anh em tự ấy.
550k cây hàng trung. Đó, phút lục thoại anh em. Đó, hôm tạm ngừng video nha anh em.